quay trở lại với YouTube của Hà Lan Nhi Phong cũng như là fanpage của Hà Lan Nhi Phong, và cảm ơn anh chị rất là nhiều đã có những cái tương tác của về Hoa Lan Nhi Phong đối với những cái chậu mà dendro vàng đỏ lẹt sạc ha nha. Và ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ với anh chị luôn, thật ra hai chậu này nếu mà nó chấp nghịch nó giống như những lần đầu thì giá trị rất là cao, tuy nhiên là nó lần thứ ba thì ra lộn xộn, và em cũng xin chia sẻ với anh chị luôn. Mặt hoa rất là đẹp, nó sẽ ra có bông chớp nghịch rất đẹp, có bông là chớp nửa bên, có bông là chớp hơi hơi, nhưng mà trên khuôn hoa nó vẫn là gọi là dendro chớp, gọi là lẹt sẹt đi anh nha, vàng đỏ lẹt sẹt. Và những chậu khủng như thế này sẽ với mức giá là hai chậu, mỗi chậu sẽ với mức giá là 3 triệu đồng anh nha. Em có hai chậu khủng duy nhất thôi. Những cái chậu nó sẽ như thế này anh chị. Đầu tiên nha, chậu khủng đầu tiên đây, cái gan ta em nè, thấy không, chồng thuần rất là khỏe nha. Và anh chị em tháo chậu cho em gửi cho đỡ tiền ship cũng được anh chị. 1 cộng nè, 2 cộng nè, 3 cộng nè, 4 cộng nè, 5 cộng nè, 5 cộng khóm này nha. Và bên đây nè, 1 gan nè, 2, 3, 4, 5, 6, cùng 7 gan á. Nhờ thân này nè, anh chị, nó ra lẹt sẹt vậy nè. Em đưa cho anh chị nha, chậu này cũng 3 triệu đây. Nó nghịch nhưng mà nó ra hoa, đây anh chị thấy không. Giờ nó ra nửa bên nè, đó lẹt sẹt nè. Đang hoa chớp nè, để chớp nghịch nè, nếu mà chớp hết khuôn hoa là giá trị cực cao bên đây nữa nè. Anh chị thấy không? 1 2. Đó, thì hoa nó vậy, chậu này là 3 triệu nhanh nha. Là một chậu đi. Em xin phép được em bỏ xuống đây. Chậu khủng lắm anh chị. Rồi, thêm một chậu nữa. Em móc vậy. Thêm một chậu nữa. Chậu này cũng 3 triệu luôn. Bao gồm một mầm lên nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Chậu này thì với đều hơn. Bên đây á thì nó lẹt sẹt nhỏ thôi anh chị. Đó, nhưng bên đây nè, đây. Thì nó ra anh chị thấy không? Đó, những cái lẹt sẹt nè. Đó, lẹt sẹt dạng dày. Thì chậu này có mầm bên đây rất là lực nha. Khỏe lắm. Thì hy vọng rằng những lần sau nó sẽ đẹp, khỏe đẹp hơn. Và một mỗi chậu như thế này sẽ với mức giá là hai chậu, sẽ với mức giá là 3 triệu đồng. Bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho anh chị luôn, nếu mà anh chị sưu tầm những dòng này. Và phong trào vàng đỏ hiện tại đang rất là thu hút anh chị mua đối với những chậu này. Thì hy vọng rằng đây là vườn em có hai chậu đã sổ bông rồi, thì anh chị nếu thích những dòng này anh chị thấy gọi về em, và anh chị vui lòng anh chị chuyển khoản trước giùm em nha. Chồng ấm chậu rồi, anh chị chỉ về anh chị chỉ cần treo và anh chị chơi thôi. Một dòng dendro nắng và được rất nhiều anh chị thích. Cảm ơn anh chị rất nhiều và mến chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những clip lần sau nha.